Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên, chuyên, kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn này khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ, A Còng, Gmail.com Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938 773 799, Và một cái cách thứ ba nữa là mỗi mọi người cũng có thể là trên cái, cái, cái trang Facebook chuyện ma vũ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc lên trên đó mọi người có thể là vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha um, và còn đó những bạn bài nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên thì các bạn cũng có thể bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha bởi vì mỗi một lượt đăng ký của một người như vậy đó mình sẽ tự quy đỏ ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của à, mọi người ha À, thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiếp mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment đã tập uh, 1315 ngày hôm qua Thì tập 1315 ngày hôm qua cái bạn mà comment được uh, nhiều người yêu thích nhất đó, đó, chính là bạn tên là Tên kia rất là vui mọi người tên là Con Ma Vui Vẻ ha Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Dung Trần Hôm qua bạn này mình đã đọc tên một lần rồi nhưng mình đọc nhầm là Dũng Trần Hôm nay may mắn sao bạn này vẫn tiếp tục là comment sớm nhất và bạn có nói là bạn tên là Dung Trần là một bạn nữ ha chứ không phải là một bạn dũng Dũng Trần là một bạn nam như mình đọc ngày hôm qua ha. Rồi cảm ơn Dũng Trần của, <laughs> cảm ơn Dung Trần rất là nhiều và cảm ơn con ma vui vẻ rất là nhiều ha. À, rồi thì bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn mà này bạn tên là Mai Ca Bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma vũ mặt của mình Thì bạn có gửi về vài cái câu chuyện khác nhau Thì um, cái tựa đề câu chuyện ngày hôm nay đó là mình đặt có thể là cái nghề uh, nghề khám tử thi mọi người ha Thì đáng lẽ là chưa đến lượt cái câu chuyện đó đâu Bạn phải kể một, uh, cái lúc trong cái thời gian mà bạn đi học đại học Bạn đã gặp rồi trong cái túc xá rồi Nhưng mà thôi để tại vì mình thấy cái câu chuyện mà uh, khám nghiệm tử thi nó hay và nó kinh dị quá thôi bây giờ là mình sẽ à, đưa nó lên đầu luôn vẫn là chuyện của bạn mai ca nha à, nhưng mà theo trình tự thôi nhưng mà thôi bây giờ là mình sẽ đảo ngược lại chút xíu mình sẽ kể cái câu chuyện mà nó kinh dị trước cho mọi người nghe ha thì rồi bạn này bạn nói đó, sau khi mà bạn uh, tốt nghiệp đại học y dược, à, lúc đó trong thời gian bạn um, học đại học thì bạn đã gặp một vài chuyện, thành ra là bạn cũng tin là trên đời này là cũng đã có ma rồi. Chứ mà bạn nói là tuy là con gái nhưng mà từ những năm từ nhỏ cho đến lớn lớp 11, 12 nọ đồ là bạn cũng nói chung là không quan tâm tới như mình hay nói đó. Không phải là không sợ nha, nghĩ trong đầu ừ chắc mình gặp mình cũng sợ lắm. À, nhưng mà ít khi nào bạn nghĩ như vậy lắm, không có để tâm đến những chuyện tâm linh và sau đó khi mà bạn vào trong cái đại học y dược thì mọi người biết rồi, vào trong y dược thì nó có nhiều ngành ví dụ như ngành giải phẫu rồi ngành phụ khoa rồi những cái ngành thì những cái ngành đó đa số á, là nó chỉ là khoa học thôi tất cả mọi thứ khoa học những ngành y học mà mọi người nói là nhồi nhét vô đầu bạn rất là nhiều nên thành ra là bạn cũng thời điểm đó là bạn cũng không tin lắm ha rồi thì sau khi mà bạn tốt nghiệp được cái trường đó xong á thì bắt đầu là mới tốt nghiệp xong bạn có tấm bằng rồi nhưng mà khi bạn đi vào trong uh, uh, trong những cái bệnh viện mà làm thực tập đó là bạn phải học thêm trong đó có những cái chứng chỉ thêm nữa uh, ví dụ như là là làm sao để lấy ben cho bệnh nhân nè đó làm sao để chích này nọ nọ kia rồi vệ sinh tất cả mọi thứ đó những cái như vậy thì trong đó lúc đó đó là có một cái môn cái môn này thì gọi là cái môn mà giải phẫu tử thi lúc đó là cái môn này là không bắt buộc nha tại vì bạn không có dự định là bạn sẽ làm bác sĩ giải phẫu mà bạn chỉ định ừ, học y dược ra ví dụ như là đi bán thuốc tây hoặc là làm y tá làm điều dưỡng thôi đó nên cái gọi là cái chứng chỉ mà gọi là uh, mổ xẻ tử thi á à, thì, uh, thì nó không có quan trọng đối với bạn nó không cần nhưng lúc đó có mấy đứa bạn rủ nó giống như là một cái lời thách thức á mọi người hiểu không nó ê mày dám hôn dám uh, đi học cái này hôn ta nói, nói là mới đầu á nghe là mổ sẽ bằng bằng mô hình thôi đó nhưng mà càng ngày học hả càng vô như vậy là sẽ mổ người thiệt luôn đó mà có khi là mổ người sống mà cũng có khi là mổ xác chết nữa à, mổ trong nhà xác này nọ nọ kim dám hôn dám hôn đó là thách thức với nhau này nọ tất cả mọi thứ à rồi thì cũng tuổi trẻ cũng bồng bột mà lúc này cũng mới hai mấy thôi cũng đồng ý thì nguyên một đám bắt đầu đó là chỉ có ba đứa thôi à ba đứa bắt đầu là mới thi vào trong cái cái nghề gọi là uh, mổ xẻ như vậy hả mọi người ha rồi thì uh, khi mà bạn vào trong cái cái nói chung là bạn, bạn học cái đó là phải chừng cả mấy tháng sau thì bắt đầu là mới tới được uh, kiểu như giải phẫu trên người thật lận còn đa số thời gian là mô hình không mà như vậy lý thuyết gì nào nó kia thì bắt đầu là bạn có học một cái cô giáo viên đó Cái cô giáo viên đó cổ cũ cũng uh, Từ đó cũng hơi lớn lớn chút xíu uh, thì ngoài cái chuyện học xong thì bạn cũng hay hỏi nó trời ơi, cô ơi một bộ có giải phẫu trên người thiệt hả có mổ người thiệt này nọ đồ lấy dao gạch đồ mai lại nữa hả Cái cũng nói Ừ thì trời ơi đã, đã mấy đứa chọn cái nghề này rồi đã chọn cái 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 bằng này rồi thì phải có chứ ghê không cô rồi ví dụ như là ma cỏ hay nọ đồ có không rồi nghe nói là vô sách vô vô nhà xác nữa hả trời ơi ghê quá đó giờ con chưa vô đó thì bắt đầu là bà này bà mới trấn an bà không biết là bà có gặp hay không nha bà mới trấn an nó có đâu trời ơi nếu mà ai mà làm cái nghề giải phẫu này đó mà cũng gặp ma thôi bỏ nghề nói vậy thôi chứ cô cô cũng sợ lắm à, cô cũng sợ ma dữ lắm nhưng mà thôi mới thời gian đầu cô sợ nhưng mà cô làm rất cô quen không có bị hù chọc gì cả thì nguyên đám có cũng, cũng yên tâm đó bắt đầu là ngày qua tháng lại cũng học những cái đó xong rồi đó cho tới cái lúc đó thì hôm đó bắt đầu là khi mà cái buổi cái cái buổi dạy đó nó nói, à đây là cái buổi cuối cùng mà mấy đứa sẽ thực tập trên mô hình này nọ nơi kia bắt đầu là qua cái tiết sau á là tuần sau lần là, là, qua tiết sau của tuần sau á là sẽ mấy đứa là sẽ được tiến hành là đi vào trong nhà xác à, để mà mổ xẻ trên người thật luôn À, thì đương nhiên mình cũng phải nói luôn là những cái người này là những người người ta hiến xác mọi người ha người ta hiến xác cho khoa học người ta hiến xác cho y học đó người ta có ký giấy rõ ràng thành ra là tập bệnh viện mới được tận dụng để mà chỉ dạy lại cho sinh viên mình mình nói ra để mà công mọi người uh, ấy ha đó rồi thì cũng lúc đó thì mấy đứa cũng ok cũng uh, vừa hào hứng mà vừa hồi hộp nhưng mà cái tin cuối cùng mà là gọi là xét đánh ngang tay luôn á là cô này mới nói là, là bắt đầu từ cái tiết sau á là cô không có dạy nữa à bắt đầu từ phía sau là cô không có dạy nữa mà cô chỉ là dạy lý thuyết dạy trên mô hình thôi còn về người thật á là sẽ có một cái cô khác lớn tuổi hơn cô hai ba tuổi gì đó 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 là cứng nghề hơn là sẽ chỉ dạy lại cho mấy đứa thì nguyên đám rất là hoang mang tại vì kiểu giống như là mình học và cô này mình quen thấy bà nói chuyện thân thiện mình không có sợ mọi người hiểu không nó mà bây giờ đổi qua bà cô khác ai biết bận tính cách bà làm sao này nọ nọ kim đó thì rồi cũng nói cũng kệ bây giờ lỡ gần xong bây giờ chỉ còn có vài tiết thôi là bắt đầu là được bằng rồi không xong cái cái bữa hôm đó bạn 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 nhớ rất là rõ bạn mai ca bạn nói là hôm sau là sẽ đi giải phẫu như vậy nhưng mà giải phẫu vào cái lúc là bốn năm giờ chiều chứ không phải là sáng sớm đâu thành ra là nguyên buổi đó nguyên buổi sáng là đi học trường này nè không rồi đi chơi đi bời này nọ kia à thì bắt đầu là bạn đi trễ và bạn đi trễ chỉ có một mình bạn mai ca là đi trễ thôi chứ còn nguyên đám kia lúc đó nó nhắn tin mà nó ê tao lên lớp nghe hôm nghe nói bà này khó lắm đó lên kỹ đi nhớ lên sớm với lại uh, lâu lâu mới có cơ hội được giải phẫu trên người thật như vậy mình phải lên để mình tiếp thu kiến thức thì bắt đầu mai ca cũng nói, ok 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 nào nó okay, kia bắt đầu là tới cái giờ đó đi á thì nó bị kẹt xem bạn này thì uh, à, xin lỗi mình, mình như mình quên nói đúng không bạn này bạn ở cần thơ thì cần thơ thì nó cũng giống giống sài gòn thôi vào cái giờ tan tầm mọi người tưởng tượng bây giờ tới bệnh viện đó đúng có mặt lúc 5 giờ thì 4 giờ mấy bà này mới đi ra đường nó cũng kẹt xe đã đông đúc vậy nọ Rồi khi mà tới được cái bệnh viện vô gửi xe cái lúc mà vô gửi xe thì nó lại đông nữa thành ra khi mà gửi chiếc xe xong rồi bạn nhìn cái đồng hồ bạn đeo tay á, là nó đã là 5 giờ rưỡi rồi có nghĩa là bạn trễ mất 30 phút và bây giờ bạn biết chắc chắn luôn là cái cái cuộc mà phẫu thuật đó, à, cái cuộc mà dạy phẫu thuật đó đã tiến hành được khoảng tầm cỡ 15 20 phút 5 giờ có mặt 5 giờ 15 bắt đầu tiến hành đó rồi bạn nói là ba chân bốn cẳng nha ba chân bốn cẳng bạn chạy thiệt là lẹ lên đó thì lúc đó bạn còn chưa biết cái nhà xác là ở đâu nữa thì bạn cũng đi hỏi À, bạn cũng đi hỏi mà bạn nói là mắc cười lắm là có những cái người bảo vệ đó người ta tưởng bạn đâu là thấy bạn chạy bù lu bù lo mà mặt bạn nhăn nheo tưởng bạn vô là ừ là người thân bị tai nạn vô nhìn mặt người thân trong nhà xác đó người ta thấy tội nghiệp đó người ta chỉ 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 này nọ nọ kia chứ người ta không hề biết bạn là sinh viên thực tập luôn đó mắc cười lắm rồi thì cái nhà xác đó là nó không có nằm ở trên lầu nó nằm ở dưới tầng trệt không hay mà nhà xác để trên lầu đâu nhà xác đa số là tầng trệt thôi tuy nhiên khi mà lối vào, bạn nói á, bạn diễn tả cái lối vào cái nhà xác đó là nó có một cái bậc tam cấp, cái bậc tam cấp không có nghĩa là ba cấp nha, Người gọi là bậc tam cấp thôi nhưng mà cái bậc nó lên khoảng chừng cỡ năm sáu bậc vậy đó, bạn không có nhớ rõ đâu, nó năm sáu bậc vậy đó, thì cái lúc này bắt đầu bạn chạy, à, thì khi bạn kiểu như hất hất hải mình chạy mà, thì khi bạn chạy như vậy, bạn chạy được tới qua hết mấy cái bậc tam cấp đó thì bạn nói là bạn bị vấp vô một cái gì đó là bạn có té xuống, à bạn thấy một cái đuổi xuống như vậy nè thì khi mà bạn nhìn bạn nói là cái gót chân bạn nó hơi nhói nhói thôi chứ cũng không đau lắm thì khi bạn quay lại bạn nhìn á thì đó là cái lưu hương à cái lưu hương rồi, rồi nhang này nọ được có những cái nhang nó còn kiểu như là nó chưa cháy được phân nửa đâu nó cháy được chừng khoảng cỡ độ gan tay có nghĩa là mới vừa thấp lên cũng tầm đâu chừng cỡ cỡ bảy tám cây gì đó à, còn những cái con còn những cái chân nhang rồi bắt đầu là cho cát này nọ đó nó đổ tùm lum tùm la nữa đó thì cái lúc đó bạn đang gấp tuy nhiên là bạn cũng không phải là bỏ đi bạn cũng bò bò lại bạn cũng gom 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 bạn cắm vô lại bạn cũng khấn khấn như vậy nè đó thì bạn chỉ bạn cấm nhang lại nhưng mà nhang đó là nhang của người ta Mọi người nghe kỹ nha chứ không phải là nhang của bạn bạn khấn lên và lúc đó tuy là đang gấp nhưng bạn cũng kịp suy nghĩ trong đầu nói ủa mà tự nhiên giờ ở đây điện để cái lư hương ở đây làm gì ta để giữa đường giữa xá sau kỳ vậy trong bệnh viện này nọ nó kia có chỗ cúng đàng hoàng không may để lư hương ngoài đường như vậy à thì kịp suy nghĩ nhanh thôi bắt đầu là bạn mới chạy vào thì khi mà bạn chạy vào trong đó đó thì uh, mở cửa ra thì bạn gặp cái người mà quản lý nhà xác đó người ta hỏi bạn thì bạn lúc đó bạn mới móc thẻ sinh viên ra thì người ta mới hướng dẫn bạn vào trong cái phòng nói chung là trong cái nhà xác này nó có một cái phòng riêng biệt phòng này là chỉ để dành cho những bạn thực tập sinh vào trong đây để mà làm ha thì khi mà vào đó thì thiệt tình là lúc đó là bà cô bà đang chỉ dạy rồi cũng năm bảy đứa cũng đứng xung quanh rồi đó thì bắt đầu bạn đi vô bạn cũng xin lỗi cô bà cũng nhăn nhăn rồi mấy đứa bạn nói trời ơi trễ dữ vậy bà khó lắm này nọ nọ kia nghe nói là trừ điểm mày tùm lum hết á à rồi thì um, cái lúc đó khi mà thôi bây giờ cũng vào việc luôn thì cũng uh, dạy cũng giải uh, phẫu thì cũng ghê nha. Mà nói là cái cảm giác đầu tiên khi mình thấy cái người thật nằm trên đó vậy 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 là bạn cũng sợ lắm. À nhưng mà rồi cũng vượt qua thì cái đó nó chỉ là riêng về mảng kinh dị thôi. À chứ cũng không phải là tâm linh thành ra là mình cũng nói lướt lướt sơ sơ. À, rồi cũng như mổ ra rồi bắt đầu là chỉ ở ừ, cái này là mạch gì mạch gì rồi bắt đầu là mới mai lại mai đường chỉ làm sao cho khéo rồi rồi đã thì cái tiết đó nó kéo dài trong vòng khoảng cỡ một tiếng rưỡi đó là hai tiết đó một tiết 45 phút á, hai tiết là tiếng rưỡi đó à, rồi sau đó bắt đầu là cũng đi ra bắt đầu là cũng đi về ha huh. Thì rồi khi mà bạn đi về như vậy thì lúc đó còn sớm lắm khoảng chừng cỡ bảy mấy 8 giờ thôi nguyên đám cũng rủ nhau đi ăn chè nào nào kia thì khi mà đi ăn chè bắt đầu là bạn ngồi cũng trà dư tủ hậu nói chuyện gì để bắt đầu là bạn mới nói ê nãy tao kẹt xe tao chạy vô cái chuyện tự nhiên tao đá ngay cái lư hương kỳ chuyện bệnh viện mà tao vô đây tao Mọi người nên nhớ là cái chỗ bệnh viện này là bạn đã lui tới rất là nhiều lần Trời ơi học y dược ra mà là lui tới bệnh viện nhiều lắm Thực tập sinh rồi đi thử nghiệm này nó, nó nhiều lắm nói, Tao có bao giờ tao thấy mà lư hương vậy đâu mà sao giờ kỳ vậy Thì mấy đứa kia mới nói Ủa thì à, mày tới trễ thành ra mày đâu có biết Cái lư hương đó là cái cô đó là cô bác á khi mà 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 khi mà chuẩn bị vào là cổ mới vô cổ hỏi cổ vô cổ hỏi là à cái người mà à cái cái tử thi hôm nay đó là tên là cái gì đó à, không tên là cái gì mới hỏi người quản lý thì người ta nói tên xong bắt đầu là cổ mới lấy cái lư hương cất ở trong cái học tủ ở trong cái nhà xác luôn mới đem ra là bắt đầu là mới kêu nguyên đám mới đứng xếp hàng như mày nè để lư hương dưới đất thôi đó mới khấn à con tên gì tên gì à, con học khoa nào học cái gì hôm nay là con xin mượn à cái um, cơ thể của anh tên gì tên gì đó để con đi học để sau này con giúp đời giúp người con làm bác sĩ phẫu thuật đó kiểu như vậy đó đó thì bắt đầu là mới cấm nhang lên cấm nhang lên cấm nhang lên đã thì rồi do là bạn mai ca này bạn đi trễ thành ra là cái tiết mục đó bạn không có tham gia bạn mặc bạn còn vô tình bạn đá vào trong cái lư hương nữa à nói ừ vậy hả thôi cũng không nghĩ không nghĩ gì cũng bình thường đó ừ thôi để uh, tiết sau tao đi sớm tao, 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 tao cúng à không rồi, cũng vui vẻ bình thường bắt đầu là tối hôm đó đó, cái bắt đầu là mới về nhà để mà đi ngủ. Thì rồi, tối hôm đó khi mà bạn đang nằm ngủ như vậy bạn cũng nói là bạn gặp á là một giấc mơ và một cái hiện tượng ma tâm linh mọi người. Cái giấc mơ đầu tiên là bạn nói là trong cái giấc mơ đó thì bạn cũng đi học này nọ nọ kia xong cái bắt đầu á, là à, khi mà bạn vào trong cái đó tới, tới cái tiết mục mà thấp nhang hồi nãy mình nói một người hai là bạn cũng thấy ừ là bà cô mấy đứa bạn của mình cũng đang đứng à, xếp hàng như vậy là tới đó là không phải là cắm một lần một nha là bà cô ở ờ, hôm nay tôi tôi là tên này nè tôi là giáo viên của cái lớp vậy vậy nè tôi tên vậy tên kia tôi mượn cái xác của anh abcd gì đó rồi tôi cắm nhang vô à, bắt đầu là tới bữa, đứa học trò thứ nhất đứa sinh viên thứ hai nó kiểu như vậy xếp hàng từng bữa từng đứa một nhưng mà rồi đó cho tới khi bạn cho tới khi bạn bạn là xếp hàng cuối cùng bạn trong giấc mơ nha bạn tới đó bạn cũng cầm cái nhang trên tay rồi bạn cũng cầm cái nhang trên tay bạn bạn mới đi tới đó thì khi bạn chưa kịp cắm nhang nữa cái bà cô bắt kêu thôi khỏi thắp nhang đi cái bạn mới nói trong giấc mơ bạn mới nói ủa cô sao mấy đứa bạn con thấp hết trơn mà cô không cho con thắp nhang cho người ta cái thôi hôm qua hôm, hôm bữa mày không thắp rồi hôm nay mày khỏi thắp luôn đi à là bà cô bà làm mặt dữ lên và bà nạt bạn vậy đó à đó bắt đầu bạn mới kiểu như là bạn mới ờ vậy thôi không thấp thì thôi bắt đầu là bạn mới để cây nhang chỗ khác sau đó bắt đầu là bạn mới vô trong cái phòng phẫu thuật thì khi mà đang phẫu thuật vẫn là cái người đàn ông đó vẫn là cái người đàn ông mà 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 mà, mà, mà buổi sáng này bạn phẫu thuật đó thì bạn nói bạn đang phẫu thuật như vậy xong cái bạn kiếm từ từ bạn dòm 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 lên trên mặt thì cái người đó họ mở mắt à bạn thấy cái người đó họ mở mắt như vậy họ liếc và họ nhìn bạn cái bạn giật mình tỉnh dẫn thì nó chỉ vậy thôi nó cũng rất là kinh dị nha bạn nói là cái lúc đó bạn giật mình bạn tỉnh dậy mà bạn miếu luôn á bạn kiểu như là nước mắt lưng trồng mà mồ hôi một kê đổ nhiễu nhão như vậy vậy nè à nhưng phải nói đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà nó ừ thứ nhất á, là có ba cái hiện có có ba cái sự kiện xảy ra sự kiện đầu tiên là thấp nhang sự kiện thứ hai là bà cô bà hung dữ và sự kiện thứ ba là cái người đàn ông đó mở mắt ra nhìn bạn cái xác chết đó mở mắt ra nhìn bạn thì ba cái sự kiện đó là sáng hôm nay mình đã gặp thứ nhất là mình vào mình đá lư hương cái thứ hai là bà cô đó bảo hung dữ này nọ nọ kia và cái thứ ba là cái mặt của cái xác chết lần đầu tiên bạn thấy xác chết đã thành ra là theo khoa học mình giải thích mà buổi sáng mình suy nghĩ cái gì mình sợ cái gì mình giật mình do cái gì mình ấn tượng do cái gì thì buổi tối thường là mình sẽ nằm mơ thấy những cái đó và trong giấc mơ nó nó sẽ làm quá lên chút xíu ha để cho mình sợ hãi gọi là ác mộng bạn dùng khoa học bạn giải thích hết trơn vậy đó đã xong cái bắt đầu là bạn mới đi ra À, khi bạn đi ra khỏi phòng để bạn xuống dưới bếp á bạn đi vào trong cái bếp á bạn lấy mở tủ lạnh ra bạn lấy một cái ly nước bạn uống bạn uống ly nước xong rồi cái bắt đầu mà bạn mới đi lên phòng bạn ở trên lầu khi mà bạn dòng đi lên trên lầu như vậy bạn tới cái chỗ cửa phòng bạn á thì bạn thấy là cái cửa phòng bạn là nó đang được mở ra mà bạn nhớ rõ ràng khi hồi nãy bạn đi xuống bạn lấy ly nước á là cái cửa phòng bạn bạn đã đóng lại rồi cái này mình gọi là con gái là sẽ biết phòng của con gái nữa mà cái tuổi này là tuổi sinh viên nữa thành ra là có nhiều cái nó giấu kín <laughs> cha mẹ mình mình lúc nào mình cũng muốn đóng cửa phòng này nọ lại hết trơn đúng không? Thì bạn nhớ rõ ràng là hồi nãy mình đã đóng cửa phòng rồi tại sao bây giờ cái cửa phòng nó mở? thôi thì bây giờ có thể là mình ngủ nghe đồ này nọ đồ mình không có nhớ đúng không? bắt đầu là bạn mới bình thường bạn cứ bạn cứ bình thường như vậy bạn cứ đi vô bạn mở cái cửa ra thì khi bạn đi vào trong đó bạn mở cái cửa ra như vậy bạn thấy rõ ràng có một cái người đàn ông họ đang đứng ở trên giường và ngay cái vị trí đầu giường của bạn luôn và họ đứng ngay đó như vậy. Trên tay của họ cầm một cái lư hương và nhang khói nghi ngút luôn nha mọi người nha. À nhang trong phòng bạn là bạn có cái đèn ngủ mọi người tụi tôi nếu mà phòng tối thui hết thì chắc có thể là bạn không thấy rồi. À bạn có bạn có một cái đèn ngủ cũng mờ 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 bạn thấy rõ ràng cái người luôn. Tuy nhiên là bạn không thấy được cái gương này à do là họ đứng trên đầu giường họ đứng cao quá đi thành ra là họ cao qua khỏi cái đèn ngủ luôn thành ra là cái đèn ngủ ánh sáng đèn ngủ á nó không hắt được lên tới cái mặt của họ đó bạn chỉ thấy được từ cái phần mà kiểu như là cái phần đùi trở xuống á là kiểu như vậy thôi Mà thấy trên tay có cầm một cái gì đó mà kiểu như khói 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 lên đỏ 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 lên đứng trên đó mà hai tay bợ vậy nè hai tay cầm cái lư hương để ngay chỗ phần 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 rốn mọi người ha đó là cứ bợ cái lư hương như vậy mà đứng y như là đang nhìn bạn một cái người đàn ông và cái đầu trọc lóc à à thì cái cái chuyện mà đầu mà không có tóc á, thì đây là cũng là điển hình của những cái 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 xác chết mọi người ở trong nhà xác thì thường là họ sẽ 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 cạo tóc đi để mà họ làm những cuộc giải phẫu về mô não rồi nào đó kia là bắt buộc phải cạo đầu rồi đó thì thấy cái đầu trong ấm mà đứng trên đó như vậy trời ơi bạn nói là bạn bạn bị đơn nha bạn bị đơn lâu lắm á bạn nói đâu đó cũng phải là cỡ 10 giây chứ như bạn bị điếng hồn cái tay bạn còn dính cái tay cầm cửa bạn cứ dòm như vậy nè mà cứ giờ họ đứng ở đó mà nhang khói Bạn thấy là khói mà Giống như kiểu là đốt thiệt là nhiều nhang mà khói nó cứ xì 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 khói lên Chứ không phải là một hai cây nhang mà khói nó là đà là đà đó À thì khói nó phì 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 phì, phì lên như vậy nè Giống như là đá khói này nội rồi trong đám cưới này sân khấu này nọ Nó phì phì lên như vậy đó À thì bạn đứng 10 giây xong rồi cái bắt đầu bạn mới la lên À bạn la cá lên cái bạn mới giọt bạn chạy xuống dưới phòng ba mẹ bạn thì ở dưới tầng trệt Bạn mới la âm um sùm lên như vậy thì bạn cũng đập cửa phòng ba mẹ Thì ba mẹ đôi khi Giờ người lớn cũng cần riêng tư khóa cửa mà Bạn đâu có mở cửa được Ba mẹ phải ra Phải mở cửa cho bạn Rồi bạn mới nhào vô Chút xíu sau á Thì bạn mới cà lâm cả chết Bạn mới kể lại được cái câu chuyện đó Cái lúc này nè ba bạn á bạn nói là từ nhỏ đến lớn bạn không quan tâm đến tâm linh một phần là cũng ảnh hưởng do ba mẹ của bạn ba mẹ của bạn cũng vậy á cũng không có đời nào mà nhắc đến chuyện tâm linh ma cỏ rồi này nọ nó kia không có đời nào nhắc tới đó, thành ra là khi mà bạn nói cái câu chuyện nó ra, kể một cái câu chuyện nó ra Thì mẹ bạn cũng ngồi trấn an nó trời ơi con ơi Con đã xác định học y dược, mốt đi ra làm y tá điều dưỡng, thì thuốc tây nọ đó kia Thì con học cái ngành đó con chi Trời ơi, đụng chạm xác chết, con là con gái, con sợ, con bị ám ảnh đó Chứ không có đâu Đó, thì ba bạn cũng nói y chang như vậy Nhưng bạn cứ nằm nặc là bạn kể lại, bạn cứ xác định là bạn đã gặp thiệt rồi ba bạn còn đi lên ba bạn đi lên phòng còn đi xuống này nọ nó có gì đâu rồi bạn ba bạn còn dẫn bạn lên trên đó thì khi mà lên trên đó là nó bình thường nha mà ngay cả cái mùi khói nhang tại vì là nãy bạn thấy là nhang khói nó nghi ngút mà bạn nghe rõ ràng cái mùi nhang ngồi thử tưởng tượng một người cắm chừng có hai chục cây nhang lên cái mùi nó nồng nặc á hồi nãy khi bạn thấy là bạn ngửi được cái mùi nhang nồng nặc luôn là vừa thấy bằng kiểu như là um, vừa thấy được bằng mắt ha mọi người ha ở là bằng thị giác mà còn về khú giác của bạn bạn vẫn còn hửi được cái mùi cái mùi nhang nữa nhưng mà bây giờ khi mà ba bạn dẫn bạn lên phòng mở đèn sáng trưng không thấy một người nào lư hương nhang đèn thậm chí cái mùi đó nó cũng biến mất hoàn toàn luôn nhưng bạn cũng không lên không dám ngủ ở đó nữa tại vì mới gì gặp tức thì thành ra là xuống trong đó để mà ngủ chung với lại ba mẹ ha cái uh, qua bữa hôm sau cái bắt đầu bạn gặp mấy đứa bạn của bạn mà cũng kể lại câu chuyện vàng dàn vậy, vậy thì mấy đứa bạn Kiểu như là nó cũng nói giống như là ba mẹ luôn nó chắc là mày bị ám ảnh nó trời tao cũng vậy nè có hai ba đứa nó cũng nói ừ ờ, tao gặp cái xác chết trộm mới vô tao run thấy bà luôn bắt bắt tao cầm cây dao tao sẻ tao, tao, tao gì nè tao sợ lắm rồi tối tao còn nằm mơ tao thấy hả tao đang sẻ dao ông chụp cái tai tao không biết là nó gặp thiệt hay không hay là nó kể lại chỉ muốn chấn an bạn mai ca thôi Nó nên thành ra là giấc mơ thôi mày ơi chứ không có gì đâu với lại mày mặc cảm tội lỗi mày cái chuyện mà ở việt Việt Nam mình à, kiểu như là mà đá lư hương là một cái gì đó tối kỵ lắm thành ra mày lỡ chân mày đá lư hương thành ra là mày uh, mày tự kỷ mà, mày mắc mặc cảm tội lỗi à, mày gặp như vậy thôi nói chung là giải thích khoa học hết như vậy luôn à rồi thì dần già bắt đầu là người do là người nào cũng nói như vậy hết đó nên thành ra là nó có tác dụng về cái vấn đề trấn an cho bạn à bạn cũng đỡ lo cũng đỡ sợ này nọ nọ kia ha xong rồi đó cái bắt đầu là tới một tuần tại vì cái đó cái tiết đó là một tuần lễ mới mới học một lần có khi là hai tuần luôn tại vì đâu phải lúc nào cũng có xác chết đâu trời xác chết mà mổ xẻ mà hai tư sáu ba năm bảy mổ còn gì cái xác người ta nữa nó còn phải để lại cho cho y học người ta bệnh viện người ta sử dụng chứ thì bạn nói là cái lần đó sau đó khoảng cỡ tuần lễ hay 10 ngày gì đó đó bắt đầu lại có thông báo đi vào trong cái tiết đó nữa thì bắt đầu bạn cũng đi à, bạn cũng đi vào đó thì bạn ráng cố gắng đi chung với bạn mình đi sớm nè rồi tới cũng thắp nhang hiểu không à, là làm kỹ lưỡng hết thì cái lần này khi mà vào á mà, mà giải phẫu á thì là giải phẫu một cái xác của một cái người khác rồi không còn là cái người kia nữa à, rồi bạn cũng bạn nói kỹ lắm giờ bạn nói lúc đó khi mà khấn như vậy trong lúc á, mà bà cô bà đang dạy như nè thì bạn còn đứng bạn để hai tay trên bụng mà bạn nói dạ chú ơi bác cái người đàn ông cũng hơi lớn lớn cái xác đó, đó. dạ chú ơi con tên gì vậy, vậy có nghĩa là hồi nãy bạn khấn ở ngoài lư hương á bạn cắm nhang như thế nào bây giờ bạn đứng kế bên cái xác chết đó và bạn nói luôn đó dạ con tên vàng dày hôm nay con học á còn con có uh, lỡ mạo phạm đụng chạm đến cái xác của chú mong chú đừng có uh, chọc phá con kiểu kiểu vậy 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 rồi học xong à, thì khi mà học xong như vậy cái bắt đầu là hôm nay không hiểu sao á là bà nói là cái bà cô đó Bà rất là dễ thương bà nói ờ à, thôi hôm nay học mấy đứa cũng cực rồi thôi để đi ra cô mời mấy đứa ly chè à là cô giáo viên đó đó nha cô lớn lớn đó, đó. cũng ra cũng mời ly chè thì cũng ngồi ăn uống này nọ nọ xong cái bắt đầu là bạn không kể nhưng mà mấy đứa bạn của bạn á nó kêu cô cô một bữa con mai ca đó cô à, một bữa cái đợt trước mà tiết đầu nó đi trễ cô nhớ không cái cô cũng liếc liếc nữa ờ à, tôi tính trừ điểm đó nha kiểu như ghẹo ghẹo đó tôi tính trừ điểm nó tại tôi thấy bé nó dễ thương á thành ra là lễ phép tôi không có trừ nó nghe không mốt không đi trễ nữa nói không cô thì nó con kể gì nè nó đi trễ nó đá lương hương vậy vậy nè rồi nó vô nó gặp rồi tối nằm mơ vậy, vậy 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 nè cô mà nó nói là ma ám này nọ nọ kia à thì bắt đầu là khi mà kể như vậy thì nguyên đám cũng phá cười lên tuy nhiên cái người giáo viên này họ cũng cười chứ họ cũng cười nhẹ nhẹ theo nhưng mà sau đó khi mà cái tiếng cười nó vừa ngớt rồi đó thì bắt đầu là họ mới nói họ nói như vậy nè à, họ họ mới nói một câu như vậy là cái chuyện á mà mình đụng chạm với lại sát chết như vậy đó thì nó đôi khi thì mình gặp thì cũng có thể xảy ra à cũng có thể xảy ra nhưng mà hả, mấy con là nghe cô đi cái người nào mà một khi đã gặp rồi đó là chỉ gặp một lần thôi đó là giống như cái cái này cũng có gọi là tổ nghề đó là gặp một lần như vậy thôi là từ nay về sau là không gặp nữa đâu cái câu nói đó là một cái câu trấn an rất là mạnh với lại bạn mai ca à thì khi mà cũng xong hết trơn bắt đầu là cũng một cái đứa bạn nữa nói ủa vậy cô đó giờ hả hỏi từ từ ủa đó giờ cô giải phẫu bao nhiêu người rồi cô nói trời ơi cô năm cô hồi xưa cô làm là từ cái thời chiến lận con từ cái thời thời chiến ngày xưa là cô giải phẫu cho đồng đội nào nó kia tính tới bây giờ mà biết bao nhiêu mà nói không ủa vậy cô thì à, à, cô có gặp không à hỏi kiểu như hỏi vậy cô giải phẫu người biết bao nhiêu cái xác chết như vậy đó là có bao giờ cô gặp mấy cái hiện tượng mà giống như con mai ca nó kể không thì khi mà hỏi câu hỏi đó xong rồi đó là cái người cô này á bắt đầu là cái mặt mới nghiêm túc lại và cổ mới nói như vậy nè nếu như á, mà tôi không gặp á thì tôi đâu có bắt mấy đứa mà thắp nhang trước khi mà giải phẫu làm gì tôi nói á, ở dưới cần thơ này á, thì cũng có vài ba người làm cái nghề mà gọi là giải phẫu tử thi nhưng mà còn cả nước việt nam mình hay là sài gòn hay là hà nội nó nhiều dữ lắm tôi cũng hay đi à là họp để kiểu như là à, họp giao lưu những cái giới bác sĩ phẫu thuật với nhau bác sĩ mà giải phẫu tử thi với nhau á, thì tôi nói là tôi cũng hỏi hết mà không ít người làm lắm có người người ta làm nó ừ thôi do à, làm như vậy làm cho có thôi để cho học sinh nó biết nó tôn trọng cái cơ thể để dân hiến xác cho mình thôi chứ người ta làm người ta không có tin à, riêng tôi đó tôi làm là tôi tin lắm là bởi vì tôi đã gặp rồi à, thì lúc này bắt đầu là cái không khí nó trầm lại à không còn mà cười hết nữa để nghe cái câu chuyện tại vì khi mà cái người cô này cổ kể ra cái câu chuyện đó thì cũng tức có nghĩa là Cô đã xác nhận cái câu chuyện của mai ca kể là có thật luôn thì cô kể như vậy nè cô nói đó khi mà cái thời điểm đó, đó là cổ là uh, một người con gái năm đó thì cổ cũng hai mấy tuổi thôi hai mươi hai, hai, hai ba tuổi uh, rồi thì bắt đầu là cũng tham gia vào trong chiến trường với mới đầu á là y tá thôi y tá thì uh, cô nhớ là lúc đó là tăng cường mà kiểu như dạy cấp tốc đó mọi người hay là chỉ khoảng cỡ vài buổi thôi băng bó sát trùng rồi bất phân biệt loại thuốc đau bụng thuốc sốt rét này nọ đồ cho bộ đội mình ngày xưa đúng không nhưng mà rồi sau đó bắt đầu là trên chiến trường thì mọi người biết rồi, ha kiểu như là rách tay, rách chân rồi à, những cái vết thương do súng đạn nó nhiều quá đi và rất là thiếu những cái người bác sĩ mà chuyên gọi là giải phẫu à, mai này nọ nọ kia rồi sau đó bắt đầu là giải phẫu tử thi cũng có luôn nữa à, nên thành ra là đó bắt đầu là mới người ta mới chỉ đạo cô về để mà đi học một cái khóa như vậy đó cũng bao giờ bao nhiêu tiếng bao nhiêu tiết gì đó là sẽ đi giải phẫu à, mà ngày xưa đó thì lại không có mô hình nha ngày xưa là một khi mà học lý thuyết chừng cỡ của nó là học với lý thuyết chừng cỡ ba bốn buổi là, là nhào vô là bụp luôn là 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 xác là, là chết luôn đó, ngày xưa thì mình nói cái câu này nghe nó hơi kỳ nhưng mà ngày xưa những cái thời mà chiến tranh như vậy thì xác chết không có thiếu nhiều dữ lắm mọi người những xác đồng đội á nhiều dữ lắm đó thì nó cô nói trời ơi lúc đó là cô sợ cô nói cô khóc quá trời khóc luôn mà ờ thôi cũng yêu nước này nọ nọ kia thì cũng ráng cũng cố gắng làm thì rồi cũng ngay cái buổi đầu tiên à cũng ngay cái buổi đầu đầu tiên mà để mà cô đi giải phẫu như vậy đó thì ngược lại với hồi nãy mình nói nhà xác chết không bao giờ ủa giờ nhà xác không bao giờ nằm ở tầng trệt bla bla không có thì cái thời điểm đó khi mà cô vào trong một cái bệnh viện giải chiến á thì cái nhà xác lại được nằm ở trên tại vì ở dưới đất á người ta chừa chỗ để người ta đưa bộ đội nội về cấp cứu rồi đó là còn cái chuyện mà chết rồi thôi bây giờ đem lên trên lầu để trên đó tại vì nhà xác là cái nơi ít sử dụng tới mà đó là phải đi lên trên cầu thang và ba bốn tầng lầu thì mới tới lận đó thì cô cũng lúc đó cô vừa đi mà cô cũng vừa hồi hộp và cũng đi trễ cái câu chuyện của cô cũng giống giống như bạn ca cũng đi trễ luôn à thì lúc đó bắt đầu là cô cũng đi trên cầu thang đó là cũng khoảng giờ chiều chiều như vậy thì không có ai đi chung với cô cô đi trễ mà cô đi mình ơn cô như vậy thì khi mà cô đang đi từ tầng trệt cô lên tới tầng 1 á thì ngay chỗ cái khoảng nghỉ của cầu thang buổi không cái cầu thang mà kiểu chữ n đó chữ chữ z chữ n đó thì cô tới chỗ khoảng nghỉ đó Thì cô vừa mới quẹo cu như vậy nè Thì cô thấy là có một cái người là Họ đang ngồi Kiểu như họ ngồi mà Họ ngồi giống như là Họ, họ ngồi kiểu họ bệt bệt, bệt dưới đất như vậy đó Mà cái mặt họ gục xuống à, Và khi mà cô tới đó cô mới để ý là Họ bị mất một chân à, Họ bị mất một cái chân bên phải Và họ ngồi ngay đó như vậy thì khi mà cô đi ngang lúc đó kiểu như họ đang chặn đường cô thành ra là cô phải nép qua một bên cô nép sát vô trong tường để mà cô đi thì khi như vậy bắt đầu là họ mới ngẩn cái mặt lên họ nhìn cô và họ cũng cười à họ cười kiểu như họ cười nhẹ họ gật đầu như vậy thì cô cũng nhìn nhìn lúc đó cũng còn gái mà cũng e thẹn nó thành ra là bả cũng cười, cười cười nhẹ lại cũng đi thì khi mà cô đi như vậy cô cũng đi từ 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 thôi cô đi lên tới tầng 2 thì không sao bắt đầu tới tầng 3 cũng nghe cái khúc giống vậy nhưng mà nó nằm ở tầng 3 à thì khi mà cô đi vừa vẹo cô dưới đó thì cô lại thấy một cái người ngồi thì mình nghĩ ngày xưa cái chuyện mà ngồi ở cầu thang bệnh viện thì ai ngồi mà không được đúng không nhưng mà khi cô tới gần như vậy thì cô mới phát hiện là cái người này họ cũng bị mất một cái chân à họ cũng mất một cái chân như vậy bắt đầu là cô thấy cô cứ như là cô cứ như là tim đập thình thịch thình thịch thình thịch thì đi nha đó cô cũng nép sát qua kia cô liếc 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 như vậy thì cái người đó họ ngẩn cái đầu đó họ nhìn mặt cô một lần nữa và lần này họ không cười như hồi nãy nếu mà cái mặt của họ rất là buồn à cái mặt họ rất là buồn luôn nha một người nha mà kiểu như ốm o mà hai cái mặt gò má hớp dung như vậy vậy nè cô đó là là một cái người kiểu thanh niên thôi cô nghĩ là có thể là lớn hơn cô một vài tuổi gì thôi hoặc là có thể là nhỏ tuổi hơn cô tại vì những cái người ngày xưa người ta đi vô rừng vô đố chiến tranh mà một người thì người ta bị xin lỗi là bị hát bị bị già trước tuổi là cái chuyện nó chuyện bình thường trời ơi cô nói cô vừa thấy vậy là cô tá quả trong tin là cô giọt cô chạy lên bây giờ chạy xuống không được trong thâm tâm mình nghĩ bây giờ mình chạy xuống tầng 1 mình gặp ổng nữa làm sao à thành ra là cứ bây giờ cứ phải chạy lên tại vì mà cô biết chắc chắn là trên đó là thầy giáo nè rồi những cái người bạn bè mà kiểu như là 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 à, học chung với mình là sẽ trên đó lúc đó là thầy dạy chứ không phải là cô cô giáo vậy thì cô cứ chạy như đó cô chạy đùng chạy gì đó thì khi mà cô chạy lên trển như vậy cái bắt đầu là cái người thầy đó họ mới la tại vì ngày xưa là những người giáo viên là đa số cái tác phong họ là tác phong quân đội Ủa mới lao nó ừ, bây giờ mình đặt tên cô đó uh, cô tên là cô 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 vẹn đi mình kêu lại đi ở điểm nó vẹn sao chạy như vậy để, ôm ao bệnh viện người ta cho những người bệnh nhân nghỉ ngơi đó là mới la cô như vậy thì khi mà la cô nói dạ con xin lỗi này nọ mà ngày xưa cô nó là hạn chế kể chuyện ma lắm trong giới quân ngũ quân đội mà không có kể chuyện ma cái cô cũng rón rén cô bước vô đó là cô miếu cô nói cô miếu mà nước mắt cô rớt 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 nhưng mà cô gán cô chùi cô sợ là là ông thầy không thấy đó ngày xưa thầy giáo cô giáo căng lắm mọi người khó khăn lắm à, rồi cô mới rón rén cô bước vô thì khi lúc mà cô tới á, là nó chỉ trễ lâu năm mười phút là lúc này vẫn còn đang dạy vẫn à là hồi nữa là sẽ đưa xác vào vậy vậy là tuyên sẽ tiến hành là bước này bước kia chứ chưa có đem xác thì phải chừng cỡ nửa tiếng đồng hồ sau bắt đầu là cô phục hồi đây mấy bạn bè đứng kế bên là cô cũng đỡ sợ làm thì lúc này cái bắt đầu là có hai cái người điều dưỡng mà cũng là điều dưỡng Nam ngày xưa biết gọi điều dưỡng y tá Nam đó là mới đẩy là một cái băng ca rồi mới đưa vô thì bắt đầu khi mà đưa vô thì bắt đầu là cái người thầy nó mới rồi thôi bây giờ là 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 bây giờ à, sao có thể đưa vô vô rồi này ha bây giờ là chúng ta đây là cơ thể của một cái người đồng đội à, tên gì tên gì tên gì, gì đó à, là mất là do là là đạp mìn này nó nó kia đó thì bây giờ là chúng ta sẽ dành một phút mặc niệm để mà sau đó bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật trên cái cơ thể này à, rồi cô cũng nhớ rõ ràng như vậy cũng đứng cũng mặc niệm một phút này nó nó xong bắt đầu là mới vào đó thì chính tay cái người thầy à họ bắt đầu á, là họ mới kiểu như họ mới kéo cái dây cái, cái khăn trắng từ trên họ mới kéo xuống thì khi mà cô nói trời ơi cái lúc mà khi mà kéo từ trên kéo xuống cô nó cũng không có dám nhìn tại vì không phải là cô biết là cái đó là cái người cái người đó mà kiểu như là sợ mọi người nhìn thấy xác chết mọi người tưởng tượng không là cô cứ đứng nhắm 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 mắt lúc trước đó, khi mà cô làm mà mà điều dưỡng bác sĩ mà băng bó là toàn là người sống cô mà thương tật máu me nọ nhưng mà người ta còn sống thì cũng, mình cũng ớn ớn nhưng mà nó người ta còn sống còn rên còn la còn đỡ còn cái này là một cái xác chết không hồn cô sợ lắm cô có đứng cô níu áo cô nhìn, nhìn 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 cô không dám nhìn cũng đó thì khi mà cái người đó họ cái người thầy đó họ kéo hết cái khăn trắng xuống rồi thì bắt đầu là cái đứa bạn đứng cái bên cô đó cô đó là một nhỏ bạn đứng cái bên đâu nó trời ơi bị mất một chân luôn rồi kìa à là mới nói vô lỗ tai cô như vậy trời ơi tội nghiệp quá bị mất một chân luôn rồi kìa Trời cô nói cô vừa mới nghe đến đó tự nhiên xong cái thiếu điều mà cái trái tim cô nó muốn lọt ra ngoài luôn á. Đó. đó. mà không hiểu sao tự nhiên tự nhiên cô nói cái gì cái gì cái gì. À cô nói cái gì cái gì bắt đầu tự nhiên cô quay qua cô nhìn tỉnh bơ luôn, kiểu như là để cô xác thực lại á, cô quay cái gì cái gì cái gì cái gì cô quay. Nó cũng trợn mắt cô cô nhìn trời ơi. Cô nhìn tới cái mặt thì chính là cái người đàn ông hồi nãy khi mà ngồi cầu thang. Cô gặp tận hai lần, bây giờ trước mặt cô là ba lần, cô không quên cái gương mặt đó được chỉ khác hồi nãy là cái gương mặt hồi nãy là có cảm xúc nhìn cô lần đầu là cười lần thứ hai nhìn cô là mặt buồn còn cái mặt xác chết mà cái mặt một cái xác không hồn thì mọi người biết rồi đó nó không có một cái cảm xúc cái mặt lạnh tanh đó là ba, một gương mặt ba cảm xúc à mọi người tưởng tượng không đó trời ơi, cô đó cô vừa nhìn qua cô nó cô la cô la um sùm trời đất tới nỗi mặt ông thầy giáo đó ổng phải kiểu như ổng kiểu như ổng đánh cô luôn ổng đánh vô cái vai cô như này em em cô làm như la như vậy đánh bợp bợp như là mới đẩy đẩy cô đi ra đi ra không học đi ra phá quậy không mà la âm sầm à để bắt đầu cô mới đi ra thì khi cô đi ra cô chạy về nhà luôn mà cô chạy thẳng một nước cô chạy về nhà luôn cô sợ quá trời sợ rồi đó thì rồi tới ngày hôm sau cái bắt đầu là có hai cái người thuộc biên chế trong cái tiểu đội của cô đó mới tới hỏi cô tại vì cái lúc đó là người ta kiểu như rất là coi trọng cô nha bây, bây giờ thì mình đi học để mình ra mình xin việc mình làm bác sĩ đi còn ngày xưa là người ta mời người ta cho mình đi học để người ta sử dụng mình cho chiến trường này nọ nọ kia người ta tôn trọng lắm thành ra người ta mới tới người ta hỏi ờ à, là tại sao vậy em hôm qua em tới em tại sao em khóc như vậy em sợ hả để anh biết anh nói với cấp trên để mà điều em qua làm cái khoa khác vậy 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 đó đó thì bắt đầu là cô mới kể lại hết cô mới kể lại toàn bộ những câu chuyện đó như vậy hết à, thì cái bắt đầu á cái lúc đó đó thì cái người này là người ta mới nói như vậy nè. À, em biết tại sao không? Tại vì cái cái người mà cái xác chết mà khi ngày hôm qua em tiến hành thực hành phẫu thuật đó là cái xác chết đó là đã kiếm được cái xác nhưng mà hiện tại bây giờ là đang liên lạc với người thân không được. Biết địa chỉ nhà người thân, biết tên tuổi người thân luôn nhưng mà khi liên lạc về thì ngày xưa chiến tranh chiến đồ mà mọi người, người ta kiểu như là di dân này nọ nọ kia nhiều lắm thành ra là không có kiếm được chứ nếu mà kiếm được á là đã trả cái xác của cái người độ đội đó về cho 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 gia đình rồi đâu có xác để mà phẫu thuật đâu những cái xác ở lại để cho những cái người thực tập phẫu thuật là những cái xác mà không tên không tuổi nè hang hay là không biết nhà biết cửa hay là uh, biết nhà biết cửa nhưng mà tìm không được người thân bla bla nó kiểu kiểu như vậy đó đó thì mới để lại xác trong nhà xác và sau đó mới cho những cái người uh, quân y này đó để mà thực tập đó, nên thành ra là kể dông dài xong thì cái người đó nó có thể là em cũng hợp với người ta, À em hợp với người ta và người ta muốn hiện ra giống như là người ta nói là bây giờ thôi kiếm kiếm nhà cho tôi đi, kiếm người thân cho tôi đi. Tại vì lúc nào cũng phải những cái người bộ đội mà không phải là nước Việt Nam mình bất kỳ một cái đất nước nào trong những cái người trong quân đội người ta nói à bây giờ là đi ra chiến trường đã chiến tranh này nọ nọ kia là biết là sẽ không có ngày về nhưng một khi là đã lỡ hy sinh rồi thì người ta vẫn muốn cái cơ thể người ta cái xác của người ta được trả về cho quê hương cho cho đất nước trả về cho cho cha mẹ hết trơn á cho nơi chung nhau cắt rốn hết đó là một cái một kiểu như là một cái một cái di chúc cuối cùng mà người ta có thể là nghĩ được đó là một cái mong mong ước cuối cùng của người ta đã nên thành ra là cái hiện cái người đó, họ 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 kể cho cô nghe để mà nói cho cô để cô yên tâm và chính những cái điều đó nó làm thôi thúc cô rồi có nói bây giờ nó kiểu như là nó cô thấy nó, à bây giờ cũng sợ thiệt nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cái người đó họ cũng tội nghiệp quá đâu phải họ họ chọc ghẹo gì mình đâu chẳng qua là họ buồn bã này nọ nọ kia hình đó họ hiện ra đã rồi sau đó bắt đầu là cô mới quyết tâm là cô mới đi lên để mà cô học tiếp và đương nhiên sợ thì vẫn sợ nha nói vậy thôi chứ vẫn sợ chứ phải đụng cái quyết tâm cái là hết sợ đâu uhm, nhưng thì bắt đầu cô nói là thôi để mốt sẽ đi sớm hơn đợi tụi bạn này nọ đi chung luôn không có dám đi một mình trên cái lối cầu thang đó nữa thì chắc là sẽ không gặp nữa ha mọi người ha à đó là như vậy thì cũng vì cái lý do đó thành ra là cô nói trong đầu á cứ cái thời từ cái thời mà cô còn học sau đó bắt đầu cô ra là cô làm bác sĩ phẫu thuật tử thi nọ đó kia đó là cứ mỗi lần như vậy á, là nếu không có nhang thì cô thường hay đứng ngay cái đầu của cái cái cái, cái xác như vậy cô nói à, biết rõ họ tên như vậy lúc nào cô cũng hỏi nha đó còn nếu như không có tên thì cô nói ờ à, thôi bây giờ một chiến chiến sĩ không tên ừ tôi tên vàng vàng dày hôm nay là tôi phải phẫu thuật ra để tôi ghi chép cái này cái này tôi tìm cái căn bệnh này bệnh kia tôi tìm nguyên nhân chết cho anh vậy vậy đó đó là cái đó là cái thói quen của cô mãi cho tới sau này hòa bình thì cô vẫn tiếp tục cái 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 nghề đó thì khi mà cô đã làm giáo viên, cô dạy rồi thì cô có tiếng nói hơn, thành ra là lúc nào cô cũng sẽ vào trong đó, cô kết hợp với bệnh viện. Cô nói chuyện với những người quản lý nhà xác. Ờ bây giờ anh mua dùm tôi có lưu hương tôi để đó, mỗi lần mà tôi vào dạy là là, là phải có lưu hương, có nhang cho tôi để tôi khi học trò, tôi thắp nhang lên để uh, kiểu như khấn vái những cái người mà người ta đã đưa xác cho cho tôi dạy cho những học trò tôi thực tập, không? Còn nếu không có tôi không dạy à? à. và những cái người mà đi dạy những cái bộ môn đó mọi biết là những người đó đâu có nhiều bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bác sĩ đó uh, là bác sĩ uh, kiểu như nhà bảo xanh xanh đẻ này nọ đồ ha bác sĩ phụ sản nhiều lắm đó chứ còn mà về bác sĩ mà gọi là giải phẫu tử thi dạy cho những người mà dạy phẫu như vậy ít lắm mọi người không nhiều đâu cả việt nam nó chân có vài chục người chứ bao nhiêu thành ra là rất là có tiếng nói là cô yêu cầu mà yêu cầu của cô cũng không có quá đáng yêu cầu của cô là đúng đàng hoàng luôn á à, nên thành ra là lúc nào ở tức Má hết hồn rồi xin lỗi mọi người ơi à, cái cái đèn quay phim của mình bây giờ không biết nó bị trục trặc gì nó bị mất <laughs> cái đèn thành ra là cái mặt mà nó hơi tối mọi người ha để mình cố gắng mình hậu kỳ mình kéo sáng sáng thôi không quay là câu chuyện Nên là tất cả sau này tất cả những khi mà cô dạy tất cả những tiết mà cô dạy rồi là cô đều thấp nhang vậy vậy mọi người ha đó thì cô mới kể lại câu chuyện như vậy thì khi mà cô kể câu chuyện lại như vậy thì mấy đứa kia nó cũng hỏi nó ủa vậy cô cô nói vậy là cái chuyện của mai ca gặp là là thấy thiệt hả cô nó cô ờ ở à, thì từ đầu nãy giờ lúc ăn chè giờ cô đâu có nói là nó không có thiệt đâu nên thành ra là cô nói là từ sau cô gặp cái chuyện đó tới bây giờ cô không có gặp nữa thành ra là cô mới nói là đã vào cái nghề này làm đó là có thể là sẽ gặp có thể không nhưng một khi đã gặp là gặp một lần gặp một lần rồi thôi hả à. sau đó bắt đầu mình tin mình sợ mình tin sợ nhưng mà phải tin nha đó sau đó bắt đầu mỗi lần mà mà mình mình giải phẫu gì đó nó bắt đầu là mình mình khấn người ta đó là sẽ không bao giờ gặp nữa mà cô nói là mấy chục năm nay là cô không gặp nữa đó thì nguyên đám mà lúc đó bắt đầu là mới tin vào cái lời của bạn mai ca và đương nhiên thì bạn mai ca bạn nghe có cái câu chuyện cả một câu chuyện như vậy là một nó 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 làm cho bạn lên tinh thần khủng khiếp lắm đó, đó là bạn vẫn tiếp tục chọn cái nghề đó và thi xong cái bằng đó luôn ha mọi người ha rồi đó đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay một câu chuyện nhưng mà nó có tới hai nội dung ngồi ha đó là cái nghề khám nghiệm tử thi mọi người à khá là là ghê và kinh dị mà nó cũng rất là hay luôn nha mọi người ha đó rồi rồi à, mà bây giờ cái mặt cũng hơi tối quá nhưng chắc mọi người cũng thông cảm giùm ha cũng đang ngồi lỡ cũng ngồi kể rồi mà không còn cách nào khác nữa bây giờ đèn nó bị hư ha à, thôi rồi bây giờ đáng lẽ là mình cũng quảng cáo chút xíu nhưng mà bây giờ cái trời nó cũng không có được đẹp với mình cũng xin nói một chút xíu là hồi nãy mọi người mình có tính trong đầu của mình đó là tại vì hôm nay là khu của mình là khách hơi vắng nè đó là mình có xuống ngay chỗ cái khu mô tô nước để mình mình quay mình review chơi mô tô nước ở dưới cái hồ ở hit farm như thế nào đó thì đang quay nói chung là quay có nội dung hết trơn ok hết trơn rồi tới khúc cuối thì cái điện thoại mình nó bị rớt xuống dưới nước mất tiêu và điện thoại mình nó đang bị hư luôn đó là mình phải gửi một cái tiệm điện thoại gần đây sửa là không biết là có sửa được hay không nữa đó <laughs> đúng hy sinh về cái đợt nói chung là chỉ vì mục đích quảng cáo thôi mọi người ha. Đã những cái người nào mà ghét mình quảng cáo chắc tới giờ nó dừa lắm ha. đó ai biểu quảng cáo chi bây giờ hư luôn điện thoại. Thôi bây giờ uh, mình mình kể xong câu chuyện này mình sẽ chạy lên mình lấy điện thoại. Nếu mà không được thì chắc là mình sẽ phải tốn một số tiền để mà mua một cái điện thoại khác và chắc chắn mình cũng sẽ quay cho mọi người xem. Tại vì cái chơi mô tô nước ở trong mình nó hấp dẫn dữ lắm. À, chơi mô tô nước ở ngoài biển nó khác mọi người ha còn chơi mô tô nước ở trong hồ của mình á là cái hồ nước mà nó đâu có sống đâu mọi người chạy kiểu như là max biết được à, mọi người chạy tốc độ cao được nha nó an toàn nữa mọi người ở ngoài biển thì nó nó rộng thênh thang quá nó nó ghê ở ngoài biển thì cái giá nó rất là mắc còn ở trong mình thì giá nó rất là ok luôn nó rẻ hình như là mình theo như mình tính tại vì mình đi biển mình trải nghiệm cũng nhiều rẻ gần gấp đôi so với ở ngoài biển luôn một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị mà chúng ta nên thử một lần đã lỡ đến huýt farm là bắt buộc phải chơi thử mô tô nước dưới hồ đó là nguyên những cái chỗ mà khai thác du lịch ở tây nguyên theo như mình biết tới bây giờ rất là ít những cái chỗ mà uh, người ta cho phép hoặc là người ta khai thác cái chạy là chạy mô tô nước trên hồ mọi người ha mọi người thấy cái hồ sau lưng mình không nó cái hồ tĩnh lặng như vậy nè mà chạy mô tô nước là nó rất là đã luôn ha đó rồi, rồi, rồi tuy là cái mặt hơi tối nhưng mà cũng phải uh, bây giờ lỡ mất cái điện thoại rồi thì cũng phải quảng cáo rồi gỡ gạt lại chứ <laughs> sao giờ mọi người ha thôi rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện à, cuối cùng ngày hôm nay thì cái câu chuyện cuối cùng này nó thì cũng là do bạn uh, mai ca để bạn gửi về và nói là trong cái câu chuyện kia là sau khi bạn tốt nghiệp đại học bạn ra bạn làm thực tập sinh này nọ nọ kia thì bạn gặp ha còn cái câu chuyện này là trong cái quá trình mà bạn đi học uh, đại học y dược thì câu chuyện này bạn không phải là gặp trong cái ngôi trường đại học y dược này cũng không phải là trong ký túc xá mà là bất kỳ một cái trường đại học nào lâu lâu cũng sẽ kèm vô uh, những cái tiết những cái tiết mà gọi là đi học quân sự à thì bạn ở dưới cần thơ cái lúc mà bạn đi học quân sự như vậy là bạn bạn mới đi xuống một cái ngôi trường nó nằm ở dưới hậu giang và đương nhiên là mình cũng xin giấu tên cái ngôi trường này đi ha thì rồi khi mà bạn đi xuống cái ngôi trường hậu giang này mà nói là bạn cũng một phần bạn cũng muốn xin dấu tên tại vì bạn cũng tả thật thôi là bạn nói là cái ngôi trường này nó cũng cũ kỹ lắm đó là ngôi trường này là ngôi trường quân đội luôn có trong lúc mà bạn học là có những người bộ đội này nọ đội trong kia luôn và bạn được nghe nói là do là trường bạn xuống như vậy thành ra là những cái người bộ đội nam á phải nhường cái căn phòng đó lại cho cho nhóm của bạn để mà học luôn đó mọi người nhớ chi tiết đó đó nó 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 sẽ có xảy ra trong câu chuyện thì rồi khi đó bạn vào lúc đó nó khi bạn vào cái đó là giường tầng hết nhưng mà do là cái số lượng ít quá ví dụ như căn phòng đó là 15 cái giường là giường tầng hai tầng là tổng cộng là 30 người nhưng mà lần này bạn vào chỉ có 15 người thôi nên toàn bộ tự do ai muốn ngủ tầng trên ngủ ai muốn ngủ tầng dưới ngủ những cái ngày đầu tiên á thì à cũng có mấy đứa cũng đú đa đú đỡn ha ừ, thôi tầng trên cho nó mát cho nó cao nhưng mà riết rồi cái kiểu như leo lên leo xuống một người bất tiện đi tiêu đi tiểu lấy đồ lấy đạc phải leo lên leo xuống nó bất tiện quá đi thành ra là chừng có ba bữa thôi làm đứa nào đứa nấy nó nằm ở tầng dưới hết không thì rồi, rồi, không? lúc này như vậy nè bạn nói á khoảng chừng cỡ sau chừng cỡ năm sáu ngày gì đó bạn học ở trong đây thì hôm đó bạn có gặp một cái câu chuyện nó như thế này bạn nói cái lần hôm đó đó thì à, khá là mệt mỏi rồi do là cũng những cái ngày đầu tiên nó đã mệt nhưng mà càng ngày nó càng thấm mà mọi người hiểu không thành ra là bị đuối từ trong tinh thần cho đến thể chất luôn thành ra lúc đó bạn về đến phòng như vậy là tắm rửa sạch sẽ mà nó hôm đó là bạn ở dơ luôn cứ là mấy đứa kia là tắm rửa hết bạn trong quá trình mà bạn đợi mấy đứa đó tắm á tại vì chỉ có ba cái nhà tắm mà 15 đứa con gái mà mọi người tưởng tượng nên nó xếp hàng nhau lâu lắm đó thì bạn trong quá trình mà bạn đợi gì mà nó thôi ngủ luôn buồn ngủ quá mà chịu không nổi thôi nằm xuống ngủ luôn à rồi thì khi mà bạn đang nằm ngủ như vậy lúc mà bạn mở mắt ra lần đầu tiên á thì bạn thấy là tắt đèn đó thôi đứa nào đứa nấy nằm ngủ hết trơn bạn mới nhìn lên trên cái đồng hồ bạn thấy là một giờ mấy rồi nó trời nãy mình vô tới giường là chừng cả bảy mấy gần 8 giờ mình ngủ quên mình ngủ một phát một tới một giờ mấy luôn trời đã thì thôi giờ lỡ rồi cũng ngủ luôn chứ không lẽ giờ một giờ mấy đi vô nhà tắm tắm chi nữa đã rồi cũng ngủ luôn ha cái lúc mà bạn nằm xuống ngủ cái lần thứ hai bạn mới vừa nằm được một chút xíu thôi thì bạn đã nghe tiếng bước chân rồi đó À, nghe tiếng bước chân nghe cũng nghe lệt bệt lệt bệt, bệt ngoài hành lang và mọi người nên nhớ nha tất cả những cái căn phòng ngủ của những người lính những người này cho bộ đội trong cái khu quân ngũ thường là sẽ không có cửa đâu chỉ có phòng của sếp phòng của chỉ huy phòng của là, là đại kiểu như là trưởng này nọ đó thì mới có cửa còn những cái phòng này phòng sinh hoạt chung á là thường là không có cửa để cho những cái người chỉ huy người ta kiểm soát cho nó dễ ha đó là đó là bạn lúc đó bạn mới nhìn ra thì khi bạn nhìn ra thì bạn thấy là có một cái người bộ đội nam họ đi họ đi ngang cái cửa một cái họ đi bình thường lắm kìa mà đi nghe tiếng bước chân chân chạm đất này nọ đồ bình thường đã đi ngang qua như vậy một cái cái bạn nghĩ trong đầu nó ừ thôi chắc là mấy người này mấy người gác nghe kể là là bỏ ly nghĩa vụ quân sự là, là Kiểu như là gọi là đặc sản của nghĩa vụ quân sự là phải đi trực đêm này nọ nọ kia mà đó thì bình thường đó thì ra mình nghĩ nói là thôi nếu mà mấy ông con trai hay đi tới luôn thôi chắc ngủ <laughs> khép nép đồ lại chứ ngủ bành càng ra nó mất nết bị đánh giá sao Đấy không. cái bạn cũng nhắm mắt là bạn bạn ấy thì khi bạn nhắm mắt lại không chưa kịp gì đâu chừng có năm bảy giây thôi thì bạn cũng nghe cái tiếng bước chân đó càng ngày càng gần và hình như là đang đi vào trong phòng luôn đã và cái kinh dị nữa là bạn nói là gần như là đang đi lại chỗ cái giường của bạn luôn tại vì giường của bạn nằm khá là gần ngay chỗ cái lối ra vào đó, bạn mới mở mắt ra khi bạn mở mắt ra bạn thấy cái người đó họ đi tới giường bạn luôn rồi họ đứng kia đó họ còn khom nhẹ người và họ còn bạn thấy rõ ràng nha một cái đen thù lùi như vậy nè mới nói với bạn như vậy nè đi ra chỗ khác nằm coi chỗ này chỗ của tôi mà mới nói với bạn một câu gì đó xong cái bạn cũng bất ngờ bạn cũng nằm đó, thì con gái mà mình gặp con trai tới gần mình mình thủ thế mình lấy cái mình lấy cái mờ mình che cái cái ấy này mình che trên cổ mình vẫn dòm dòm như vậy nè cái bạn bạn cũng đâu có vừa đâu bạn cũng nói ủa chỗ này em em được phân công ngủ đây mà đi đi nói rồi nói nhiều quá vậy đi 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 đó là mới đuổi bạn đi như vậy tôi muốn nói ủa gì kỳ vậy trời thì bạn cũng nghĩ trong đầu nó ừ chắc có thể là cái khu này là cái khu của mấy ổng mà của mấy ông con trai mà mình mà mấy ổng nhường lại cho mình để mình vô mình học thành ra là bây giờ mấy ổng khó chịu hay sao mấy ổng vô dành dành lại nhưng mà đâu có được rõ ràng là bây giờ mấy đứa nữ nguyên khu này nữ không 15 đứa nữ không tự nhiên lọt ông đàn ông vô ngủ sau kỳ vậy đó nhưng bắt đầu là nạt nữa nó đi chưa đi chưa đó là nạt như vậy thì bắt đầu là bạn mới giật mình bắt đầu là bạn mới leo xuống bạn lấy cái gối cái mền của bạn xong bạn mới đi ra bạn thấy cái người đó leo vô nằm luôn luôn nha nó nằm lên nằm dài lên trên giường hai tay để trên bụng như nè nằm dài lên trên giường như vậy nè cái muốn nói là chết bà rồi giờ là đuổi mình đi rồi bây giờ mình đi đâu rồi mình nằm đâu bây giờ à bạn cũng quay qua quay lại ban giờ mới thôi giờ hết tầng trệt để leo lên trên tầng trên ngủ rồi ngày mai mình đã mình mình mép thầy mình nói với thầy thôi sao cho hôm nay không bị kỷ luật thấy mẹ không đi chứ sao kỳ vậy à cái bắt đầu là bạn mới leo lên bạn mới leo leo lên tới cái tầng trệt leo khó lắm mấy cái giường trong bộ đội quân đội mà nó không phải như cái giường mà bán ở ngoài thiết kế cho dễ leo lâu thiết kế khó leo lắm lại chậm nhất là con gái nữa chật vật chật vật leo lên tới trên đó xong cái bạn mới liếc xuống bạn nhìn kiểu như mình nói mình bạn mình liếc người ta mà con gái xéo sắc mà bạn liếc xuống cái bạn thấy không thấy cái người ở đâu nữa à thấy đâu mất tiêu không thấy đâu nữa cái gì kỳ trời đuổi mình đi cho đã cho cố vô rồi bây giờ dành cho mình bây giờ là đi đâu mất tiêu đã cái bạn nói mà nằm trên này đó bạn nói là khó chịu lắm tại vì nó đâu có chiếu gì đâu mọi người kiểu như sông sắc không như vậy vậy nè thôi để leo xuống nằm ở chỗ cũ thì bạn leo xuống bạn mới leo xuống dưới xong bạn còn nhìn ra nhìn lại không thấy cái người đâu hết trơn thôi, thôi, chắc là kiểu giống như là muốn ghẹo gái đó mà ghẹo kiểu như vậy thì trời ơi biết chừng nào mới lấy vợ được ghẹo mà hù chọc người ta như vậy đúng không bạn nói là rồi bạn cũng leo là bạn nằm bây giờ mà còn vòng vô trở nữa là mình hù mình mét thầy này nọ nọ kia bạn mới nằm lên thì khi mà bạn nằm lên như vậy cái giường nó 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 rộng thì nó không quá rộng mà nó chật thì không quá chật cái bề ngang nó độ khoảng chừng cỡ 80 hay là 1 mét gì đó là vừa đủ một người nằm có thể lăn được mà lăn được chừng vòng thôi chứ không được hai ba vòng nữa ha à. thì bạn cũng nằm bạn ngủ vô giấc bình thường ngủ một giấc dài cái bắt đầu là lúc đó là bạn có lăn à bạn nói là bạn có lăn thì khi bạn lăn qua thì bạn nói là cái người bạn thì bạn lăn được nhưng mà cái chân của bạn có vướng vô một cái gì đó À có vướng vô một cái gì đó mà nó cứng cứng Mà nó mềm mềm Mà nó còn hơi nhúc nhích nhúc nhích nữa À cái bắt đầu là bạn nói Sao kỳ mà, mới kẹt cái gì Nhớ là ba lô của mình là mình để uh, dưới gầm giường này nọ nọ kia mà À bạn mới mở mắt ra bạn nhìn Thì khi bạn mở mắt ra bạn nhìn Bạn thấy cái người đó Cái cái người bộ đội đó là đang ngồi ở dưới cuối giường mà ngồi kiểu như bó gối mọi người kiểu giống như là ngồi mà cô đơn lạnh lẽo sợ hãi mọi người biết không đó là này, bó gối mà ngồi ở dưới đó mà ngồi co người ngồi như mà vậy nè cái bạn mới tá quả lúc đó bạn không phải là bạn sợ bạn nói là ủa cái ông này kỳ trời sao giờ mình hồi nãy kêu mình trả giường mình trả rồi mà bây giờ cuối cùng đi đâu mất tiêu bây giờ mình leo lên mình ngủ thì lại quay trở về mà lần này không đuổi mình đi mà còn leo lên trên giường nằm chung với mình nữa trong khi mình là trời ơi con gái nhà lành nam nữ thọ thọ bước tương thân mà ổng ngồi dưới chân mình sau kỳ đó bắt đầu là bạn mới bật dậy bạn tính chửi bạn tính la lên cho mấy đứa bạn mình nghe kiểu vậy đúng không thì bạn bật ngồi dậy là cái người đó biến mất tiêu vừa bật ngồi dậy một cái thôi là biến mất tiêu không còn thấy đâu nữa hết trơn rồi lúc đó là cũng la nhưng mà không phải là la cho đi đâu dê dê sờm tôi bấy ơi không có la vậy mà la ma 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 la âm sầm hết trơn đã rồi mấy đứa kia cũng ngồi cũng bật dậy rồi cũng mở đèn rồi những người thầy ngủ kế bên cũng chạy qua hỏi vụ gì bạn khóc bù lu bù loa hết trơn à cái rồi sau đó bắt đầu là bạn mới kể à bạn mới kể là câu chuyện như vậy thì khi bạn kể xong á là cái người thầy đó bạn kể được nửa câu chuyện thôi là cái người thầy đó bịt miệng liền nó thôi không có kể nữa thôi rồi đi qua đây rồi để qua đây ngủ chung ngủ chung với phòng giáo viên nè lúc đó cũng hai ba người thầy bốn với lại người cô đó qua ngủ chung phòng giáo viên không có kể một hai ngày nữa về trường đi rồi muốn kể gì đó kể trong khu này tại vì cái chỗ là trường kiểu như là trường đại học này là kiểu như, như gọi là mượn đó mọi người hiểu không cái là mình kết hợp mình mượn cái quân quân đội thành ra là trường đại học với quân đội là hai bên không có liên thông liên doanh gì với nhau hết trơn á chẳng qua là ờ à, thôi à, tôi có mấy đứa sinh viên nó học à, à, học quân đội là học quốc phòng cho mượn chỗ thì cho mượn thôi thành ra cũng ngại cái vị thế mình đi mượn chỗ mình mình dạy mà thành ra cũng ngại không thành ra là giấu, kêu im không có được kể Đúng không? Rồi, sau đó ráng học thì những bữa sau là bạn toàn ngủ trong phòng giáo viên thôi, Đúng không? Tới lúc mà đi về thì ngay trên cái chiếc xe 50 chỗ từ Hậu Giang hướng về Cần Thơ thôi là cái người thầy đó họ cũng đã kể rồi. Họ nói là đương nhiên là giấu tên cái người thầy đó nha. Cái người thầy đó nói đó là cái lúc mà mà đưa khi mà liên hệ với bên quân đội đó nói à, là cho mượn một cái, cái vài cái căn phòng và một vài cái sân để cho những cái lứa sinh viên y dược này nó qua nó học quốc phòng này nọ nọ kia thì cũng đồng ý cho mượn danh sách tất cả mọi thứ rồi thì cái lúc đó bắt đầu là mới đi ra cái người thầy giáo này mới đi cà phê với lại một cái người kiểu như sĩ quan ở trong cái khu quân đội đó thì cũng ngồi để mà nói chung là chốt sổ có bao nhiêu đứa bao nhiêu đứa nam bao nhiêu đứa nữ rồi chương trình dạy là cái gì kiểu kiểu như vậy đó thì bàn xong công việc rồi đó thì bắt đầu là cái người này không có nói không có nói nó à thì dạo gần đây á là có một cái đứa mà con trai trong trong khu á là nó có nó vô đây nó học quân sự sau đó cái bắt đầu nghe nói mấy đứa nhỏ mà yêu đương cái gì đó là nó đi vô đây nó đi quân sự có năm mấy mà ở nhà nhỏ kia lấy chồng ghệ yêu đi lấy chồng mình ra nó buồn quá thì nó nghĩ quẩn là nó có thắt cổ tự tử ở trong đây đó thì bắt đầu là cái người thầy đó mới đầu nghe thì cũng sợ nhưng mà cũng chưa có liên quan gì đến mình á. Ờ ờ dạ trời ơi, ghê bởi vì mấy đứa trẻ giờ yêu đương chi bởi giấy tự tử này nọ đồ á. vậy nè, thầy ơi, tại vì uh, có một cái căn phòng ở trong mấy cái phòng mà thầy mượn á là là có cái căn phòng á là nó nó thắt cổ tự tử nó chết ở trong đó đó. Nó học ở đó xong rồi tối rồi, nó sao, là nó lén lúc sau là nó 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 lấy giấy áo nó cột lên trên tầng 2 là thắt cổ tự tử nó chết cái ông này ông kia trời chỉ còn phòng nào không anh chứ bây giờ mấy đứa này nó đưa, đưa vô trời lỡ có chuyện gì không chứ nó trời ơi thì tôi cũng kể cho anh nghe để anh biết thôi hà chứ bây giờ không có cho mượn được phòng khác đâu chứ lỡ mất công tôi không kể với anh rồi lỡ học trò nó vô học sinh viên nó vô nó gặp cái gì rồi anh trách tôi sao không nói thì tôi nói anh trước vậy đó chứ mà còn cái chuyện mà đổi phòng khác thì thôi không được tại giờ tôi cũng đã sắp xếp hết này nọ nọ kia hết trơn rồi không có trời ơi trong quân đội mà anh anh đâu phải anh muốn đổi tới đâu luôn là được đó nó thành ra là cái người thầy nó cũng cắn răng luôn cũng cắn răng cũng chấp nhận chứ bây giờ biết sao giờ đúng không rồi cũng thôi bây giờ không có phải là gọi là bất công với một bên nào hết cái bốc thăm à, là ví dụ như à là lớp này vô phòng này lớp kia vô phòng kia là ổng tự bốc thăm là ổng tự xếp theo random đó vậy đó cho nó khỏi có phải gọi là thiên vị ai đó và sau bốn năm ngày không gặp chuyện gì ổng cũng mừng ổng nói thôi chắc là không sao đâu à nhưng mà cuối cùng tới cái ngày cái ngày thứ năm thì bắt đầu là bạn mai ca này bạn lại gặp như vậy đã thì ổng cũng kể là bạn gặp là gặp cái người mà đã thắt cổ tự tử và chắc có thể là trong cái phòng đó thì không là chắc chắn rồi đúng không mà cũng có thể là ngay cái giường đó luôn bà mới ca bác xui là bác lọt vô căn phòng á là bác xui đầu tiên mà bác ngủ như cái giường đó là bác xui cái thứ hai nữa đã nên hai yếu tố đó sát nhập lại thì bắt đầu là bà mới gặp cái người đó hiện về và mới đuổi đi như vậy thôi thì nếu như mà đuổi đi rồi đó mình chịu khó lên trên đó ngủ luôn đi thì đâu sao đó cũng lì lợm cũng dòng xuống một lần nữa rồi cuối cùng mà mới bị ghẹo như vậy đó ha mọi người ha đó, đó thôi đó là cái đường bạn nói là sau đó thì bạn cũng đâu quay lại cái ngôi trường ở đâu thành ra là đâu quay lại cái cái quân quân đội cái quân ấy đâu á, thành ra là không còn gặp thêm bất kỳ một cái vấn đề gì nữa cho đến khi mà bạn à, tốt nghiệp đại học xong ra rồi vào đại giải phẫu thì ở cái câu chuyện đầu tiên là mình đã kể rồi nó thì mọi người thấy không đó, nó hơi ngược ngược chút xíu đáng lẽ là mình phải kể cái câu chuyện này trước sau đó mới kể đến câu chuyện mà nghề khám nghiệm tử thi tuy nhiên là do mình thấy cái câu chuyện kia nó hay quá thì mình 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 mới, mình mới uh, mạng phép là mình đổi ngược lên cho nó hơi lạ lạ và nó hấp dẫn hơn à mọi người ha hai câu chuyện của bạn mai ca gửi về thì câu chuyện nào cũng rất là kinh dị ha thôi rồi cảm ơn cái cả nhà rất là nhiều và không quên là gửi một cái lời xin lỗi lên cái nhà thì nếu như hôm nay là một người không uh, kiểu như là bị trục trặc về hình ảnh nói chung là mình làm cái nghề của uh, kiểu như sáng tạo nội dung ha mọi người hay làm trên youtube mà để âm thanh hình ảnh này nó không tốt thì đó là lỗi của mình rồi thì mình xin nhận lỗi do là cái đèn của nó hôm nay không biết sao là nó bị hư đột ngột đi à, tuy nhiên thì nó cũng đưa lại được một cái không khí nó khá là ghê gớm ha à, cảnh đẹp núi non mà ơi ừ, hình như là sương mù mất luôn mất luôn cái núi phía sau mình luôn rồi mà cái mặt đen thui ngồi kể chuyện thì nó cũng à, kinh dị phù hợp với lại cái mô tiếp chuyện ma ha chống chế như vậy thôi chứ à, xin lỗi mọi người rất là nhiều rất, rất là nhiều ha thôi rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha Dương học xin chào tất cả mọi người